Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để giới thiệu với các bạn về cây sung của mình. Đây là cây sung quý giá nhất ở trong vườn sung của mình, được mang tên là I-258 của nước Ý các bạn. Thì cây sung này người ta đánh giá là tốt nhất trong các loại sung. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để giới thiệu các bạn loại sung này, xuất phát từ nước Ý, mang tên là 258. Cái trái của nó rất là to. Đây các bạn nhìn xem, trái nó đã lớn như thế này rồi mà chưa chín đó các bạn. Thì khi chín nó còn to hơn nữa. Thì cái sung 258 này khi người ta ăn thì bên trong của nó rất là ngọt các bạn, và thơm, đặc biệt là có mùi thơm rất là ngon, rất là đáng để sưu tầm, để trồng trong vườn của mình các bạn. Thì bây giờ nó là một trong cái nhóm fit đáng trồng ở trong vườn. Thứ nhất là chữ I-258, rồi sau đó tới Violet de Bordeaux, rồi tới Quỳnh Mai cũng không có nhớ hết tên những cây phít của mình, nhưng mà thì mình thấy cái cây này rất là trái, rất là lớn và ngon các bạn. Thì ở trong vườn sung của Quỳnh Mai đó, thì cây 258 này mới có một cây, và cái cây Olympian là có trái to các bạn. Thì bây giờ mùa thu rồi, nếu mà các bạn muốn ươm cái cây phít thì là đúng thời gian. Mùa thu này người ta bắt đầu là ươm cây phít đó các bạn. Những cây phít nào cho trái sớm thì mình hái ăn rồi thì mình bắt đầu cắt cành nó để ươm được rồi đó các bạn. Tại vì tới mùa đông đó, thì mình cũng phải tỉa cành để giữ sức lại cho những cây sung của mình. Nên thời gian mùa thu, mùa đông thì đều cắt cành để cho cây sung nó ngủ các bạn. Khi nào mà các bạn nhìn thấy tới mùa thu á, các bạn nhìn thấy lá của nó bắt đầu vàng và rụng là lúc đó các bạn cắt cành để ươm được rồi đó các bạn. Thì cái cây sung này của Quỳnh Mai nó đang còn cái trái xanh chưa chín, nên mình phải chờ cho tới chừng nào nó chín rồi hái trái xong rồi mình đợi cái lá của nó vàng và nó rụng thì mới bắt đầu tỉa cành để ươm. Thì khi mà cắt cành đó, các bạn chú ý là mình cắt giữ cái dáng của nó lại và cắt sao mà để năm sau nó lên được nhiều cành hơn các bạn. Nghĩa là mình tỉa những cái cành mà non ở chung quanh rồi mình giữ sức cho nó, tại vì cái cành non đó không cần để giữ trong mùa đông thì mình cắt xuống để giữ cho những cái thân cây nào mà các bạn thấy cái ở phía ngoài nó màu nâu như thế này thì mình mới giữ lại các bạn, còn như là mình cắt tỉa hết rồi trước khi ươm thì các bạn mới cắt trở lại lần thứ nhì. Là cỡ
một khúc vậy là cỡ hai găng tay các bạn, rồi các bạn mới dùng giấy báo quấn lại và để vào trong cái ngăn mát, ngăn cuối cùng của cái tủ lạnh. Rồi gần tới mùa xuân, cỡ như tháng 3 mùa xuân thì cỡ tháng 2 mình đem ra mình ươm được rồi. Còn nếu các bạn muốn ươm bây giờ cũng được, các bạn cắt khúc khúc xong rồi chấm cái bột hoc mon xong rồi các bạn mới ươm vào trong cái ly ni lông, ni lông màu trắng trong như là cái ly cà phê Starbucks vậy đó các bạn, rồi mới là trùm lại. Rồi bạn nào mà có cái greenhouse hoặc là có cây đèn chiếu sáng ở trong nhà thuộc loại mà để trồng cây thì các bạn để phía dưới đó thì có trùm ni lông ở trên nó tạo độ ẩm, thì cái nhánh cây sung đó nó sẽ mọc rễ, nó sẽ mọc rễ dễ dàng các bạn. Rồi mình từ đó mình mới dưỡng nó cho nó ra rễ, nhiều rễ, rồi ra lá. Bắt đầu ra lá là các bạn có thể dỡ miếng ni lông, bịch ni lông ra cho nó tiếp xúc với không khí bên ngoài. Còn nếu các bạn ưa ngoài trời như bây giờ thì còn dễ hơn. Các bạn cắt khúc rồi các bạn bỏ vào trong cái pot một ga lông, tưới đậm nước và để ở dưới bóng mát thì nó cũng ra rễ luôn các bạn. Tại vì cây sung là một loại cây rất là dễ ươm và rất là mạnh, nó lên rất là nhanh. Như cái cây sung kế bên là cây sung ra thực kỳ của Bình Mai đó. Hồi xưa nó chỉ là có một nhánh chút xíu bằng cây cây đũa thôi các bạn, mà bây giờ nó đã cao, đã lớn hơn Bình Mai, nó cao gấp 2 Bình Mai. Các bạn nhìn thấy nó lên tuốt lên trên luôn, nó cỡ 2,5 mét 3 mét gì đó các bạn. Đó. Cây này cây bra thật kỳ, khi chín thì cái vỏ ở ngoài màu nâu, thì khi mà mùa đông tới lá nó rụng thì mình mới bắt đầu tỉa cành các bạn. Cây này đó, thì các bạn nhìn thấy nó có cái cành, cành này non, cái nhánh của nó màu xanh, nên khi mà mùa đông mình không cần giữ nó, mình cắt nó đi đó. Còn bây giờ thì chưa tới mùa đông thì mình cứ việc để cho nó lên, còn tới mùa đông mùa thu rụng lá rồi thì mình xem cái nhánh nào non thì mình cắt đi để giữ sức cho cái cây các bạn đó. Thì cái cây này nè là của Quỳnh Mai ương, khi ương thì chỉ bằng cái đũa thôi, mà bây giờ nó lớn nhanh cực kỳ luôn các bạn. Mình nói là không có cây nào dễ trồng bằng cây sung hết các bạn. Và cây sung lớn rất là nhanh, không có cây nào lớn nhanh bằng cây sung và dễ trồng như cây sung. Mình cắm nó xuống là nó lên các bạn đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn giới thiệu cây sung ngon nhất ở trong vườn nhà mình, đang có trái sum suê, đó là cây 258. Mình dự định sẽ ươm ra thêm cái cây sung này, tại vì cái mùi vị của nó rất là thơm ngon đó. Nó đang ra trái, mỗi nút lá là một trái đó các bạn đó. Các bạn nhìn thấy không? Và khi chín nó rất là ngon và ngọt. Đó là mình nói chuyện về hai cây sung ở bên nhánh bên phía cánh phía bên đây, là cây 258 I258 của Italy, và bên đây là cây Brau thật kỳ. Rồi mình mai sẽ giới thiệu luôn với các bạn
những cái phít mà mình mới ươm nha, để chứng minh rằng cây sung đó là một loại cây rất là dễ trồng, rất là dễ ươm, không cần đòi hỏi gì hết các bạn. Đó. Đây giới thiệu với các bạn, đây là 5 cây sung Violet de Bordeaux, 5 cây sung mình ươm. Cái nhánh nó có tí xíu cỡ bằng ngón tay út của mình như thế này các bạn, mình dăm xuống rồi cái nó lên, và bây giờ nó là cái cây con mà nó có trái rồi các bạn, nhìn thấy không, mỗi cái nách lá là một trái, mỗi nách lá là một trái, thấy mê luôn đó. Và mình cũng chia sẻ với các bạn, không có trái cây gì dễ ăn bằng trái phít, trái sung. Mình ăn không hết thì mình sấy khô, mình để dành các bạn. Và cái trái sung nó cũng làm bánh được, làm bánh ngọt được các bạn, rồi sấy khô để ăn uống nước trà cũng được, tại vì nó rất là ngọt. Và đây là đó, Quỳnh Mai mới ươm đó, các bạn nhìn thấy không, nó đã lên rồi nè, rất là dễ. Khi mà nó lên như thế này rồi đó các bạn, thời gian đầu nó lên như thế này rồi, bây giờ cái cây này Quỳnh Mai sẽ đem ra cái chậu lớn hơn, rồi cho đất tốt vào, đất potting biết đó các bạn, thì nó sẽ lớn nhanh cấp kỳ luôn các bạn. Thì cái cây này mình mới ươm, tên là Be the Honey đó, cây sung này là Be the Honey, mình mới ươm. Ta nói không có gì dễ bằng cây sung á, ươm rất là nhanh đó. Cây này của mình cũng mới ươm à, cái cây nó cỡ cái chân ngang vậy thôi mà nó ra lá rồi nè, tươi xanh rồi. Bây giờ cái cây này mình bỏ vô cái chậu lớn hơn như thế này thì nó sẽ lên cao như vậy, rất là dễ. Thì cái cây này tên là Yellow Lonnet đó các bạn. Rồi bên đây mình cũng mới ươm rồi nó lên rồi, rồi bên kia cũng vậy. Còn cái cây này đó các bạn nhìn thấy không, cái đầu nó xanh xanh mà nó không có chết đâu nha các bạn, tưới nước thì nó sẽ lên thôi. Đó, cây bên kia cũng vậy, thấy rụng lá rồi mà tưởng chết là không có chết nha các bạn. Nghĩa là mình chia sẻ với các bạn là không có cây nào mà dễ trồng bằng cây sung hết, mà chăm sóc nó cũng ít nữa các bạn, chỉ việc tưới nước là nó lên thôi. Đó. Đây là cái cây sung mình ươm nè, có cây con kế bên luôn. Đó. Nó dễ thiệt là dễ luôn, và cái trái của nó ăn cũng rất là ngon. Một trái thì có cái vị như khi mình cắt ra thì nó có nước chảy ra như mật ong, còn có trái thì cắt ra ở trong màu tím thì nó có cái mùi vị của strawberry, rồi cái trái cắt ra thì có mùi vị của cái trái peach. Nên tùy theo cái tên của cây sung mà mình có cái mùi vị khác nhau đó các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai giới thiệu với các bạn là các bạn nên trồng cây sung trong vườn đi, rất là mê luôn. Nó khi mà nó 3-4 tuổi rồi nó cho trái chùm, và khi bạn hái thì cỡ rổ chứ hơn không có ít, và ăn cũng rất là ngon. Những người mọi người đều thích ăn nó hết các bạn, chứ không phải già trẻ lớn bé gì cũng thích ăn hết, nên các bạn nên trồng. Và khi mình trồng rồi các bạn sẽ ghiền dăm cành, tại vì nó dễ lên quá,
nên các bạn rất là ghiền găm cành, cứ cứ cắt cành ra rồi bỏ vô đất như Quỳnh Mai vậy thì ra vô số cây phít luôn, rồi các bạn lúc đó ăn không hết thì sẽ phơi khô làm mứt để cho bạn bè các bạn đó. Vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.